Vâng, em xin chào cả nhà, chào tất cả anh chị em. Em rồi cứ bảo là dối dối để xuất cho các bác một ít cái kia biên huyền sắc. Đấy, kia lá biên đấy ạ. Con này thì nó là dòng thân thủ của ma bó. Hôm nay bây giờ em mới rảnh em lên em chia sẻ, thì bác nào sưu tầm thì các bác nhanh tay nhá. Đấy, đây là một cái dòng thân lá của ma bó, dòng thân thủ luôn đấy ạ. Thì các bác có nhìn cái thân mẹ năm ngoái của nó to đùng này. Thì cái cây này có mặt hoa rồi các bác nhé. Đấy, hoa thì nó nở một lần. Đây, em cho các bác xem mặt hoa trước. Hoa thì nở một lần. Đấy, vào dịp Tết cách đây phải 2 năm rồi. Cánh sáp rất là dày. Thì khuôn hoa là khuôn hoa ma bó các bác. Đấy, do cánh nó nhiều màu sắc quá cho nên là hồi đấy gọi nó là con lá biên huyền sắc. Bộ cánh sáp rất là dày cả nhà nhé. Nói chung là lưỡi thì cũng khá đẹp. Nó lở bói một lần nữa. Hoa cánh cũng khá là bầu, rất là đẹp. Thì cái cây này đặc biệt là cái cây này nó là một cây lá biên. Bác thấy ạ. Thì đợt này bây giờ nó có nắng. Đấy, những cái mà nó lên vào thời điểm nắng trong miền Nam anh em trồng nó sẽ màu, nó sẽ đẹp hơn. Lúc mà có nắng lên nên là biên của nó sẽ đỏ, giống như con biên tím ấy. Nhưng mà con này nó lại thua con biên tím ở cái là lúc mà lên cao ấy thì nó lại chuyển dần dần sang màu vàng. Đấy, những cái kia mà lúc nhỏ mà có nắng này rất là đẹp. Trồng ở cái vùng mà nó nhiều nắng ấy thì là nó biên nó sẽ lên màu đẹp hơn cả nhà nhé, và nó có nhiều lúc nó sọc cả vào thân nữa ấy. Đấy, như hai cái mầm này các bác em chụp lên ảnh các bác nhìn không ạ, nó chính là hai cái mầm này này, đây này. Đấy, quay trực tiếp cho các bác xem, lúc chưa chụp nó có nắng thì nhìn nó sáng hơn. Đây, hai cái mầm này. Đấy, như ở đây là nó sọc cả vào lá này. Đấy, sọc vào. Nó chính là cái mầm này các bác. Đấy, quay trực tiếp tại chậu này cho anh em xem. Thì cây này nó là một cây dòng ma bó, thân thủ cũng khá là to. To và dài cả nhà nhá. Thì em chụp lưu lại một số cái hình ảnh. Thì anh em nào mà sưu tầm thì hôm nay em xin chia sẻ đây, nó có một số kỳ ở trên thân. Đây, những cái kỳ như này các bác. Đấy. Có một số anh em mà kích kỳ ở trong cái mùa mà nó không có nắng ấy là màu nó sẽ nhạt hơn. Đấy, sau này mà nó lớn lên thì nó sẽ màu nó chuyển sang màu vàng vàng, biên vàng này các bác nhé. Đây là kỳ trên thân này. Đấy. Càng ăn nắng thì cái đường biên nó sẽ càng to. Thì bây giờ nó có một ít cái kỳ nó đang ra rễ, toàn là kỳ tự nhiên thôi các bác. Đây, ví dụ như cái kỳ này đi. Đây, như hai con bé bé này. Thì ví dụ như là em gọi là đơn số 1 đi nhá. Đơn số 1 này, cái này là em cắt khúc hết các bác nhá. Tất cả những kỳ này là em cắt khúc hết ạ. Đơn số 1 là như con bé ở trên cùng số 1 này. Em bán là 120k. Đấy. Năm ngoái em bán mắt ngủ cũng đã 400 mấy một mắt rồi đó. Đấy. Con số 1 này nhá là 120k. Trên thị trường mà anh em cứ bán biên nọ kia người ta vẫn bán là vài trăm ngàn một ký đó. Con số 2 ở bên dưới này cũng cắt khúc, con số 2 to và dễ dài hơn này. Con số 2 là giá là 140k nhá, nó to hơn mà nó dễ, nó khỏe hơn, 140k. Còn bác nào lấy cả hai con này thì em để cho là 250k cho hai con luôn cho nó khỏe. Cắt đây. Ở đơn số 1 ạ. Đấy. Đơn số 2 thì như này, tất cả này thì em đều cắt khúc hết các bác nhá, đều cắt khúc hết. Đấy, con to ở bên trên này, gốc to này, con này là 150k này. Ở đơn số 2 này. Con bé ở bên dưới cũng cắt khúc như là 120k. Đấy, xong đến cái con to to này. Con to to này thì là em lấy là 170k nhá, 170k, nó to hơn con này. Cắt khúc hết ạ. Đấy thì nó cứ tầm tầm như thế các bác nhá. Đấy, như con này thì cũng 170k, con to ạ. Đấy, còn những cái con mà nó đấy có một vài con như con này. Con to này thì em lấy như con này là 200k này. 200k cho kỳ này.
Còn cái kia bên dưới này thì là em lấy như con này, con to đùng này lấy đang lên biên đẹp này. Con này em lấy là 250k. 250k cho con này. Nhá. Đấy, con này to hơn này, con này to hơn. Con này thì em cũng lấy 250k, nó to hơn con này đấy, nhưng mà nó con này con bé này lại đẹp hơn tí. Nhá. Đấy, dưới này cũng có những cái con nó rất là đẹp các bạn. Đấy, những con này. Con như này thì em cũng bán là 250k này cho con này. Đấy, tóm tóm lại là nó tầm tầm như thế các bác nhá. Chứ bây giờ em không biết là phân đơn số 1 số 2 như nào, nó có một ít thôi. Thì nó là dòng thân thủ các bác nhá, dòng thân thủ mà lại chuẩn là cây ma bó. Cây ma bó ngày xưa giá trị nó rất là cao các bạn, mà con này nó lại lá biên nó ổn định rất nhiều năm ở vườn em rồi. Cộng thêm lại có mặt hoa cánh sáp rất là đẹp. Đấy. Anh em ở trong miền Nam mà nuôi những con này lên thì sau này nó sẽ được thân thủ mà rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Còn anh em nào mà sưu tầm mắt ngủ nhá, mắt ngủ thì em có thể chia sẻ mắt ngủ thì em bán 50k cho hai mắt đi. 50k cho hai mắt. Về kiểu gì các bạn lấy được một ki. Rồi ok. À, tiếp theo là em xuất hai ki 5 cánh trắng bạch tuyết này. Đây. Bạch tuyết thì là ki này là ki cắt khúc cả nhá, ki cắt khúc mà dễ xuống cũng xuống chậu rồi, rất là ok. Đấy. Đây là một ki. Ngọn thì đang mở đi ạ. Đây là ki số 2. Ki số 2 dễ cũng xuống chậu rồi ạ. Còn là ki cắt khúc hết ạ. Và đấy, thì hai ki này em xuất đồng giá nhá. Đồng giá là 4.500k một ki. 4.500k một ki thì bác nào chốt được cái ki 5 cánh trắng bạch tuyết nào thì các bác liên hệ với em nhá. Đấy. Thì số điện thoại em là 0903 208 533. Em xin cảm ơn.